Trên mắt lần này nó có một tàu nữa cả nhà, mình thấy nó lên xuống quá tận luôn cả nhà, lên lẹ luôn, để lên coi cái tàu nó bự luôn cả nhà, làm kinh quá. Cũng được lắm cả nhà. Tàu mặt đẹp quá cả nhà. Ui, cũng mặt đẹp lắm nha. Mặt đẹp lắm, trong quay chỉ coi cái bụi này còn tổ nào không thôi. Bây giờ cào phấn thì vô bọc luôn cả nhà ơi. Nó có xíu phấn nữa nè. Chắc mình ghép video ngày hôm nay vô luôn cả nhà ơi. Ngày qua được có mấy tổ nhỏ, bữa nay ghép chung video vô luôn cho cả nhà xem đỡ chán nha. Chứ qua nay đi thấy thất thất không cả nhà ơi. Rồi, giờ mình đi dài dài vẫn có còn tổ nào không.
này con tổ nha, chèo đường thấy luôn cả nhà ơi. Mặt đẹp lắm nha. Mặt nha. Nó làm cùng mặt cả nhà ơi, tàn chưa có nữa. Mặt đẹp lắm cả nhà ơi. Để ra xe chạy chỗ nào mát hơn vô bọc nha cả nhà. Chi tiết cái này quá nổ nha, nằm trên đó cái gai.
Các bạn thấy nha, hạt đẹp lắm. Cạo phấn đây, giờ lấy bọc đây nha, tẩu mặt nù đẹp ghê, bự ghê. Đi tiếp cái nhà này, nó đẹp lắm. Cái nó có tẩu nha, hồi nãy mình chạy ngoài đường ngoài đó nha, vô thấy nó xả hơi quá trời, tẩu cũng vừa cái nhà. Tẩu này mới về. Bây giờ nó cũng được thôi các nhà. Nó khô. Này để đây đỡ thì cái nhà kiếm thêm tẩu nó dòm vô. Hôm nay được có 4 tẩu cả nhà ơi.
bốn tô này chắc được tầm lít nữa nè. Khu Bình Phước giờ ông thưa quá cả nhà ơi, chỗ mình đi hôm nay chắc thưa quá rồi, mai mình thử chỗ khác rồi khu khác thử nó mặt nó sao nha cả nhà. Cả nhà nào có nhu cầu mua ong làm thuốc hay uống cả nhà liên hệ cho mình nha cả nhà. Số điện thoại của mình là 0357 152 602 nha cả nhà, hoặc cạc Zalo số điện thoại đó luôn nha cả nhà. Mình có để thông tin mua hàng với lại trang Facebook bên dưới cả nhà, cả nhà có thể nhắn tin qua bên đó cho mình nha cả nhà. Rồi chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà trong những video sắp tới nha cả nhà ơi.